rất nhiều người từ ngoài miền Bắc, miền Trung vào trong thành phố biển Nha Trang sinh sống và làm việc. Thì người ta rất muốn là ở trong những cái nơi mà có những người miền Bắc, miền Trung ở đông, đặc biệt là về ẩm thực. Bởi vì thường ý, thì là người miền Bắc là vào trong thành phố biển Nha Trang, đôi khi là cái ẩm thực ở trong người dân của Nha Trang thì người ta chưa có quen. Thì đây chính là sự lựa chọn dành cho quý vị. Nơi mà Thanh Vân đang đứng ở đây, mọi người nhìn thấy ạ, là một trong những cái nơi cực kỳ đẹp luôn ở trong thành phố biển Nha Trang, trên cái trục đường Dương Hiến Quyền. Đây mọi người thấy không? Trước mặt chính là cái trục đường Dương Hiến Quyền, nó song song luôn với thành phố biển, song song luôn với mặt biển Phạm Văn Đồng Trần Phú. Và có một cái điểm để mọi người có thể là lưu đến, đó chính là Nha Trang Horizon Hotel kìa, khách sạn Horizon kìa. Thì nếu như mọi người search ở trên Google Maps từ cái vị trí Horizon Hotel kia, đó chính là cả một cái trục đường Dương Hiến Quyền rất dài. Trong đấy thì đa số rất nhiều người Hà Nội, người miền Bắc, người miền Trung sống ở nơi đây, sinh sống và làm việc ở nơi đây rất đông. Thậm chí là chợ Ba Làng mà như ở đây mọi người hay gọi ấy, thì cũng đa số đều là người miền Bắc và người miền Trung. Ẩm thực cũng đều là vị Bắc và vị Trung. Đó, ăn rất là ngon luôn, không khác gì như là Hà Nội. Đấy thì Thanh Vân chia sẻ để mọi người cập nhật là nếu như vào trong thành phố biển Nha Trang, mọi người mua nhà để ở hoặc để đầu tư khai thác kinh doanh cho thuê, hoặc là một cái mô hình kinh doanh gì đó, thì từng khu vực Thanh Vân sẽ chia sẻ tới cho quý vị để quý vị nhận biết là nó sẽ có những cái đặc điểm gì. Ví dụ như phía Bắc này thì nó có đặc điểm gì, phía Đông là mặt biển trung tâm thì có đặc điểm gì, hoặc như nơi mà Thanh Vân đang ở thì là phía Tây Nam thì có những cái điểm nổi trội gì, là những cái khu đô thị như thế nào. Thì đây chính là chợ Ba Làng và đoạn đường Dương Hiến Quyền, khu Ba Làng rất nổi tiếng và rất đông người Hà Nội, người miền Bắc, miền Trung ở nơi đây. Các quán ăn, quán xá cho đến những cái dịch vụ thì cũng đều mang theo cái hương vị của miền Bắc chuẩn luôn. Với cái giá trị bất động sản ở nơi đây thì nó lên đến vài chục triệu rồi, 40 triệu, 60 triệu là tối thiểu. Còn trung bình có những cái vị trí mặt đường ý, thì nó phải vài trăm triệu, hơn 100 triệu, 200-300 triệu là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì như mọi người nhìn thấy nhá, từ cái trục đường Dương Hiến Quyền đây này, đấy, theo đúng một làn thôi ra đây là biển rồi. Mà đẹp không mọi người? Đây lấy một cái dấu mốc là Horizon Hotel đây, quá đẹp đúng không ạ? Đó, người ta đi lướt ván kìa, đi trượt patin. Đấy, ra đây là mặt biển rồi. Chỗ này là vị trí đắc địa ở trong thành phố biển Nha Trang. Nên Thanh Vân quay để chia sẻ tới mọi người từng khu vực nhá. Thì mọi người follow kênh và đón xem những video tới. Thì khi mọi người vào trong Nha Trang, đặc biệt kể cả vào trong tỉnh Khánh Hòa, thì từng khu vực có những cái đặc điểm như nào, Thanh Vân sẽ chia sẻ để mọi người cập nhật. Thì lúc đấy mọi người sẽ rút ngắn bớt cái thời gian đi tìm hiểu. Thì khi mọi người vào đây mọi người khảo sát thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Đấy, mọi người cập nhật nhá.